Con bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Một, nhà con mới lập ban thờ Phật chung với thổ công gia tiên. Con băn khoăn không biết bát hương, các hương linh gia tiên nhà con có dám về ngự trên bàn thờ đó không? Một câu hỏi rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta đó. Theo các Phật tử, gia tiên có dám về không? Ai bảo có giơ tay? Rồi, có ai bảo không giơ tay? Có một vài Phật tử giơ tay bảo không về được. Cũng có một vài người bảo giơ tay bảo không về được. Xin thưa các quý vị, tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh nhá, là còn hơn cả người mẹ hiền thương đứa con thơ. Mục đích thành Phật của chư Phật á, là để gì? Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Mục đích hành Bồ Tát Đạo để thành Phật của Đức Phật là độ tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như Ngài. Ở trên đời này, tình thương của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ như thế nào thì tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng y như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên không có cái chuyện là trong gia đình thờ Phật ở trên có cả thần linh gia tiên mà gia tiên chúng ta không dám về, không về được, không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta nói như vậy, chính là chúng ta đánh mất đi niềm tin vào Đức Phật. Vậy ngay đây tôi hỏi các quý vị, ở đây là một ngôi chùa thờ Phật chính hiệu mà 100% đúng không? Vậy các Phật tử chúng ta có về đây được không? Thầy có cấm các quý vị về đây không? Phật có cấm chúng ta về đây không? Không. Vậy dương sao thì âm cũng thế. Tôi luôn luôn mong các quý vị về đây để tu tập. Và Đức Phật rất vui, rất hoan hỷ khi nhìn thấy các Phật tử là những đứa con tại gia của Ngài mấy tháng lại về chùa cùng nhau thầy trò mở một pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau ôn lại giáo lý của Ngài và cùng nhau ngồi đây 3-4 ngàn người nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đang làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sinh an lạc, cầu cho Phật pháp được trường tồn và cầu cho sau khi xả bỏ báo thân chúng ta được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Đồng thời là tri ân báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công về tổ quốc, hồi hướng cho các hương linh gia tiên của chúng ta cũng sớm được thoát khổ tam đồ, vân vân và vân vân. Đó, Đức Phật nhìn thấy chúng ta về đây, Ngài hoan hỷ lắm. Tôi là một phàm phu tăng đang trên bước đường tu hành, nhìn thấy các quý vị tôi còn hoan hỷ mà, huống chi là Đức Phật. Cho nên á, ở đây vị hỏi là gia tiên có về được không, tôi khẳng định là về được, mà về rất hoan hỷ nữa, không sao. Còn cái cúng bái gia tiên như thế nào liên hệ tới cái câu hỏi trước, đúng không? Liên hệ tới câu hỏi trước, vị này hỏi nhiều lắm nhưng mà thôi trả lời một câu thôi, không có thì dành cho người khác. Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc. Nam
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.